Nay mùng 1 tháng 2 này, tiếp tục trả máy cho anh Tây nhé, Long Xuyên An Giang này. Đấy. Anh đặt máy 12V các bác nhé, để bật ở cáp. Bây giờ em test máy cho anh Tây nhé, các bác xem tham khảo này. Con này thì đều nó 3 chế độ hết cho anh nhé. Đấy. Còn một máy 36 em chưa tiện kịp thôi, các bác hiện tại trả các bác mai nhé. Thì bác nào đặt trước thì em gửi trước thôi. Đấy. Đầu tiên là chế độ đánh cáp này. Đây, số 1 này. Đây, tần số lên khoảng 75-80 quẹt đầu. Volume độ băm hết này. Độ trung mắt lên này. Tần số lên này. Nói chung là quay trả hàng máy cho anh em trước khi gửi thôi. Còn máy thì em cần chỉnh này, cẩn thận hết rồi nhé. Đấy, bác về cứ thế đánh thôi. Chế độ thứ hai này, trên con dao trơn hơn thì tần số anh em để tầm khoảng 60 quay đầu nhé. Máy kẹp vành to này, dài này, chắc chắn. Tầm trung anh em tùy chỉnh, có thể tùy chỉnh đấy. Chậm này, nhanh này. Máy thì hai quả gió là mát đấy, để dưới cho anh em rất chắc chắn, rất gọn gàng, quanh sách đầy đủ, hộp nhựa nắp trong. Còn chế độ số 3 là cho đánh một vợt này, anh em đánh trắng thì 178 quay đầu nhé. Volume xuống một nửa, hai volume xanh đấy. Chế độ cá trắng tần số lên cứ luôn được thoải mái, 78 các bác quay đầu tuần nào để đẹp các bác để thôi. Em đưa ra cái mốc gọi là mốc tiêu chuẩn rồi, đánh ok, còn anh em tùy chỉnh nước nông sâu nhé. Đấy. Và cái khi nào anh em mà chuyên đánh đô phi này, thích đô phi ngọt này, tần số tăng lên nhá. 1.2 là được rồi. Đấy. Volume tập trung để nguyên, chỉnh volume băm thôi, băm nhanh nhé. Đấy, ok. Con này anh yêu cầu là đánh làm vừa phải cho anh, điện ăn vừa phải thì em thiết kế cho anh này. Đấy, anh em xem nào. Đấy. Máy rất là khỏe nhé. Theo yêu cầu của anh em thôi, anh em thích đánh chuyên đánh vợt thì có chuyên đánh vợt, mà thích chuyên vừa vợt ở cáp có chuyên vợt ở cáp. Nếu anh em mà đánh muốn đánh cáp ngon thì chơi con máy 36 trở lên, 36, 40, 72 đánh nó mới ngon. Con máy 20, 24 này nè, 16 thì anh em đánh vợt, đánh nhiều cáp cũng được, nhưng mà nếu mà sao độ hiệu quả thì nó không thể bằng máy to được. Đây trả máy cho anh Tây nhé. Nó xuyên An Giang. Cái máy anh đặt cho anh em cách đây chưa hôm qua. Đấy. Thì máy thì em mới hoàn thiện khung hết rồi. Thì các bác đặt thì em làm theo điện áp ở từng vùng, là vùng nước các bác, là đóng biên áp. Đấy, và hàn dây dợ và hộp thôi. Đây còn một con này em đang hoàn thiện này. Con này chắc mai em giao cho các bác nhé. Khách đặt rồi. Đang bắt đầu cắm linh kiện. Đấy, trong ngày hôm nay thì em dần tối đêm hoàn thiện, sẽ hoàn thiện xong phần này. Anh em đặt máy bên em thì rất nhanh luôn nhé, báo trước 1-2 ngày là có rồi, không phải chờ đợi 3-4-5 ngày đâu. Đấy. Sao mà làm nhanh gọn nhé, gửi cho bác dùng nó nhanh, đang mùa cá. Anh em đặt máy rất là nhiều, anh em là cần liên lạc sớm với em nhé,
số điện thoại 0985 932336. Chào các bác, chào anh em nhé.